Tình cũ, tình mới không đội trời chung trong Vbiz. Nam em lồng lộn bao lần nhưng chưa bao giờ tác động được Nhã Phương. Người ta khinh quà của em thì anh cho em được cái cảm giác không giảm thiếu. Quỳnh Thư luôn dưới cơ Diệp Lâm Anh, đẳng cấp chính thức hơn hẳn. Thiều Bảo Trâm, Hải Tú chẳng thể ngờ cùng chung số phận. Không phải bất cứ lúc nào cặp mỹ nữ tình cũ và tình mới của một sao nam cũng không ưa nhau hay có xích mích, nhưng những cặp người đẹp này thì đích thị là không đội trời chung luôn rồi. Nam em và Nhã Phương vốn không liên quan gì đến nhau, nhưng vì cùng dính tới Trường Giang nên bỗng dưng lại thành đối thủ. Trước đây khi Nhã Phương được cầu hôn, nam em đã từng bày tỏ hy vọng cô hạnh phúc còn mình sẽ dừng lại đoạn tình cảm sai trái ấy. Thế nhưng hiện tại sau nhiều năm thì người đẹp Tiền Giang lại quyết tâm khuấy đảo cuộc sống hôn nhân của tình địch ngày xưa thêm một lần nữa, khi liên tục bóc chuyện không hay về Trường Giang trên livestream. Chuyện bắt đầu có lẽ từ sau khi nam em vào livestream của Nhã Phương để tặng quà, nhưng không được hồi đáp lại khiến người đẹp này khó chịu. Thế là cô nàng quyết dí vợ chồng nhà kia tới cùng, còn cà khịa Nhã Phương là cùng một dục với Trường Giang, thích diễn để gây chú ý. Trước động thái ngày càng bạo gan của người tình một thời của chồng, Nhã Phương từ trước đến nay đều chưa từng nhắc tới tên nam em một lần nào. Dù cho trước đây có bị cho là bị phản bội, cô cũng không thể hiện thái độ hay nói gì về người kia. Hiện tại dù nam em liên tục quấy phá cuộc sống hôn nhân của mình, thì thái độ của mẹ bỉm hai con này vẫn là mặc kệ, cô chỉ tập trung cho gia đình của mình. Giữa tâm bão dư luận xôn xao, Nhã Phương còn khoe hình ảnh dáng người siêu đỉnh, cơ bụng tuyệt đẹp của mình khiến ai cũng suýt xoa, yêu mến. Quỳnh Thư từng nhận về muôn vàn chỉ trích khi là người thứ ba chen vào gia đình Diệp Lâm Anh, thế nhưng thái độ của cô luôn là thách thức, phủ nhận chứ không hề hối cải dù đã bị quay lại cả clip. Bẵng đi hơn một năm, gần đây Quỳnh Thư lại xuất hiện trở lại và liên tục thông báo tin vui nào là được bạn trai cầu hôn ở Pháp, sau đó còn khoe đã mang thai, sắp đón rồng vàng. Dù vậy thì quá khứ làm bé ba của cô nàng vẫn bị cư dân mạng nhắc nhở lại, có lẽ vì thế nên cô nàng không được vui. Khi thông báo được cầu hôn, Quỳnh Thư vẫn không quên cà khịa bóng gió có người hại mình, ngồi suy đi ngẫm lại chính ra phải cảm ơn người bày mưu tính kế, bỏ tiền bỏ sức ra hại mình, để mình có thể tìm ra chân ái cuộc đời mình. Và khi bạn có cuộc sống chất lượng, bạn sẽ quên những người kém chất lượng. Ai đọc vào cũng nhận ra cô nàng đang ám chỉ mình bị Diệp Lâm Anh hại ngày trước. Và chính thức ngày trước cũng chẳng ngại ngần vào thẳng trang cá nhân của Quỳnh Thư để lại bình luận, nút ha ha đâu cho thấy cô không ngại đối chất thẳng mặt. Không những qua tường nhà bạn giao lưu, Diệp Lâm Anh còn đang trạng thái dằn mặt lại, học cách nói thẳng đi nào, thích gì nói, muốn gì nói, cứ bóng gió với ẩn ý, đùa, nhiều lúc tưởng đang quay về thời văn học cấp phổ thông trung học. Sự thẳng tính, không mập mờ của Diệp Lâm Anh một lần nữa ghi điểm tuyệt đối với cư dân mạng, đúng là phong thái ngay thẳng của chính thất vẫn hơn hẳn. Thiều Bảo Trâm và Hải Tú cũng là hai mỹ nhân vốn không liên quan nhưng vì Sơn Tùng mà sau đó cũng thành người hai bên chiến tuyến. Ngay trước khi drama Trà Xanh nổ ra, dù đôi bên chưa đụng chạm trực diện lần nào nhưng Hải Tú vẫn mất hết tất cả khi sự nghiệp vừa mới mở ra, Thiều Bảo Trâm cũng bị tổn hại danh tiếng không kém. Cư dân mạng người thì bênh Trâm, người lại bảo vệ Tú và cuộc chiến hai phe vẫn luôn cân bằng chưa có ai thắng ai thua. Và xét trên phương diện tình cảm thì trước đây Thiều Bảo Trâm là tình tin đồn thì hiện tại Hải Tú cũng y như vậy. Chưa có cô nào được nhà trai công khai thừa nhận, tất cả mọi chuyện đều là dựa trên đồn đoán. Cư dân mạng soi hint và kết luận, chưa biết sau cùng Hải Tú có phải người chiến thắng hay không nhưng cho đến hiện tại cả hai đều đang ở trong tình trạng mất cả chì lẫn chài rồi đấy.